Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chị Nắng Cooking và Cuộc Sống ở Hà Nội. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách biến tấu một món ăn được làm từ khoai tây. Đúng ra phải gọi nó là một món salad với những nguyên liệu rất là đơn giản và dễ tìm. Nhưng bạn sẽ có một món ăn rất là ngon miệng lại vừa đẹp mắt để bày lên cái bàn tiệc nhân một cái dịp nào đó. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi cách làm của mình. Và nếu như bạn nào mới vào xem kênh của mình thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký để thuận tiện cho cái việc theo dõi những video mới ở trên kênh của mình. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video. Đây là thành phẩm của mình đã hoàn thành sau 30 phút chế biến. Nó có vị béo, ngậy và rất là thơm. Không những vậy, nó còn là đẹp mắt nữa. Nếu bạn cũng thích món ăn này thì mời bạn cùng theo dõi cách làm của mình. Thành phần nguyên liệu mình để hiển thị trên màn hình, xin mời các bạn cùng tham khảo. Trước tiên chúng ta sẽ đi luộc trứng chim cút. Trứng chim cút sau khi đã luộc chín, các bạn vớt nó ra một cái chậu nước lạnh để nó nhanh nguội và cũng là để cho nó dễ bóc vỏ. Tiếp đến chúng ta sẽ đi luộc khoai tây. Và khi luộc khoai tây thì chúng ta sẽ cho vào một thìa cà phê muối để khi khoai tây chín, khoai tây sẽ có vị đậm đà hơn. Trứng chim cút sau khi ngâm thì các bạn tiến hành bóc bỏ sạch vỏ. Khoai tây các bạn luộc cho chín mềm. Các bạn dùng cái thìa sắn thử. Thấy khoai tây mềm như thế này là được này. Sau đó các bạn vớt hết khoai tây ra một cái bát thật to để dầm nhuyễn. Nếu như các bạn có cối thì các bạn có thể cho vào cối để xay, như thế nó sẽ nhanh hơn. Còn mình sẽ làm theo cách này. Sau khi đã xay nhuyễn khoai tây, các bạn cho sốt mozzarella vào và trộn đều. Sau thì là các bạn sắp nhỏ và để vào một cái đĩa. Các bạn sàn đều nó ra cho nó bằng phẳng. Các bạn lấy một lượng khoai tây vừa đủ để làm sao bọc kín được quả trứng chim cút. Sau đó thì các bạn cho quả trứng vào giữa và bọc kín nó lại. Các bạn vê tròn. Các bạn viên làm sao để cho cái viên khoai tây này chỉ đủ một cái miếng vừa ăn thôi các bạn nhé. Các bạn lắn lại, chỉnh lại cho nó thật tròn, cho nó thật đẹp. Sau đó các bạn lăn vào đĩa rau thì là đã được thái nhỏ. Các bạn lăn nhẹ nhàng, khoác cho khoai tây một chiếc áo màu xanh mỏng, rất là mỏng thôi. Đó, sau đó các bạn viên lại để cho lớp lá nó được bám chắc vào khoai tây. Đó, như vậy là mình đã hoàn tất xong một viên khoai tây nhân trứng cút và vị hương thì là. Chúng ta sẽ cho vào một cái đĩa. Những cái tiếp theo thì mình cũng sẽ làm như vậy. Mình có 30 quả trứng chim cút, mình sẽ chia làm 3 vị, 3 màu. 10 quả đầu tiên mình sẽ làm với rau thì là. Tiếp đến là mình sẽ làm vừng đen, sau cùng là mình sẽ làm vừng vàng. We'll be right back.
Các bạn thân mến, mình vừa chia sẻ với các bạn cách làm viên khoai tây nhân trứng cút. Đây là một biến tấu của món salad. Nếu thấy thích video của mình thì đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!